Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog. Hãy về thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị những cái thông tin mà liên quan đến cái vấn đề như là của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh và cái câu chuyện như là sóng gió gia tộc. Thì hiện nay là cái câu chuyện này nó vẫn chưa dừng lại nha cả nhà ha, và thậm chí thì càng ngày nó càng căng thẳng hơn khi mà sắp đi đến hồi kết ha cả nhà. Và thậm chí quý vị cũng thấy là bên phe phái của mẹ con bà Sáu bây giờ có rất là nhiều những cái chiêu trò, thậm chí là những cái thủ đoạn muốn làm sao mà chiếm được cái nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha. Hy vọng thì sắp tới đây sẽ đưa được những cái đồ của mẹ con bà Sáu đi càng sớm nhanh nhất nha, có thể nha cả nhà ha, một buổi thẩm định nữa. Nhưng mà quý vị cũng biết không, ngày hôm nay đây hầu như có rất là nhiều những nguồn thông tin rất là quan trọng, và thậm chí là những cái thông tin liên quan đến bùm bùm cũng đang lùm xùm có thật sự là dọn đi khỏi nhà của chị Hồng Loan hay không ha cả nhà ha. Nhưng thông tin đó thì em sẽ chia sẻ sau cho quý vị. Cái thông tin đầu tiên mà em muốn nói ở đây nó rất là vui nha cả nhà ha. Quý vị cũng biết là cái con tiên ngáo mình đó cả nhà, trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, nó đang chuẩn bị như là tổ chức một cái show nào đó hoành tráng lắm. Trời ơi, đừng có báo người ta nữa trời, và hổng giờ báo quá trời báo rồi, đi hát ở đâu cũng báo, ở nhà hàng ở bên Pháp cũng báo, rồi bây giờ đi ở bên Đà Lạt cũng báo, rồi bây giờ nghe đâu là chuẩn bị có sự hiện diện như là của ông Bảy luôn nha cả nhà. Trời ơi, thánh thần ơi, bây giờ là có ông Bảy đi hát chung luôn á, đi chung với con Phượng Ve mình luôn nha cả nhà ha. Rồi mời hai chú cháu luôn, ây da, nghe đâu là cô ta đang book một cái show rất là lớn nha cả nhà ha, có những cái sự tham gia của những cái ngôi sao hạng A bậc nhất cái giới showbiz gì đó cả nhà. Trời ơi, thánh thần ghê vậy trời. Làm chuyện này làm quá vậy ta. Bà hổm thì mới tài trợ cho 50 vé cho hạng VIP cho khách mời. Bây giờ thì bắt đầu bóc show ha, làm liên tục. Trời ơi, vậy thì từ đây đến Tết thì ông Bảy với ông Phượng Ve công việc làm không hết rồi đúng không cả nhà. Ơi vậy giàu rồi, chuyến này mau giàu rồi, cần phải đi tranh chấp tài sản nữa đúng không cả nhà. Rất là hay nha. Cô cháu gái Phượng Ve và cậu cháu trai Linh Linh Bảy, là chú Bảy mình đó cả nhà ha, cố luyện âm và tập với nhau một vài trích đoạn hồ quảng cho quen vần bắt đầu với nhau. Cô tiên ngáo sẽ làm visa và bốc xô cho cả hai đến Mỹ hát chung với các nghệ sĩ nổi tiếng hạng A của dòng nhạc bolero Việt trên đất Mỹ trong năm nay. Sao nếu mọi việc thuận lợi cho hai em nhé. Cô tiên ngáo đang vẫn lắng nghe giọng ca và nhìn lối trình diễn của hai đứa cháu nhà anh Vũ Linh để viết tặng điên cho hai đứa cháu một trích đoạn hồ quảng mới, cố gắng lên nhé. Ghê không cả nhà. Bị nghe không đó, khi mà cái thông tin này được cái con tiên ngáo mình chia sẻ lên thì ở đây vợ của chú Bảy lên tiếng liền nghe cả nhà, mừng muốn khóc luôn á con ơi. Anh chị và gia đình cảm ơn tiên ngáo rất là nhiều nha. Đây có nhiều người cũng hùa theo nè, đúng rồi, chị đọc cái xì ta tút của cô tiên ngáo mà cảm ơn cô tiên ngáo quá trời quá đắt luôn em ơi. Rồi bắt đầu cô Hoa mình đó cả nhà, cũng này em khóc thật luôn rồi chị. Ghê không, cái này những mà đúng là văn nghệ sĩ ha cả nhà ha. Văn nghệ sĩ là có trình độ diễn có khác ha, một người nói một người hứng, một người tung một người hứng nha cả nhà ha. Một người kia nói là cái bắt đầu đi khóc liền ha, giọt nước mắt biết ơn yêu cô tiên ngáo, trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, ghê quá nha. Khi mà cái cô tiên ngáo mình vừa mới tung cái thông tin này lên thì bắt đầu là phe phái bên kia nó chia sẻ răng hết trơn, trời ơi, nó chia sẻ răng rộ hết trơn cả nhà. Chuyến này ngon rồi, chuyến này chú Bảy nổi tiếng lại nữa rồi. Chú Bảy mình đi Mỹ nha cả nhà. Ghê gớm luôn cả nhà, cái này chú Bảy đi Mỹ hát rồi, không biết ai nghe. Chú Bảy ơi, đừng có báo giống cái con Phượng Ve nha chú Bảy, đi qua bên đó rồi báo hại người ta đi. Trời ơi, người ta cũng mệt mỏi lắm chú Bảy ơi, người ta cũng sợ cũng chết rồi. Bốc xô bậy bạ chừng bị tẩy chay đó cả nhà ha. Ở đây thì quý vị biết không, khi mà chú Bảy mình lên tiếng như vậy đó, bắt đầu có nhiều người, trời ơi, nhiều người mà chỉ trích bên phe của chị Hồng Loan liền, tấn công ghê luôn đó nha. Và thậm chí này ở đây có một cái bài này nói cũng rất là ghê nè cả nhà. Nói là nên cho bùm bùm và thậm chí là hai đứa đó cả nhà, bùm bùm và hình Mỹ đó cả nhà ha. Nên cho hai đứa quay lưng quậy với dòng họ tổ tiên ra ngoài đường sống rồi được ngồi lại, để cho chúng biết thế nào là nhân tình thế thái mà chúng đã từng tạo ra
thế nào là khổ của nghiệp xấu trước đó. Một đứa thì hỗn láo với cha nên bị từ bỏ, còn một đứa không quan hệ gì với dòng họ nữa, và một đứa mắc dạy với chú với cô, hai đứa phản đồ hết thuốc chữa rồi. Ê ghê quá nhà ha, đang chửi nha cả nhà ha, đang chửi bùm bùm và thậm chí là thành Mỹ nha cả nhà ha, rất là gớm nha. Ở đây người ta cũng có những cái đôi lời gửi là cái dòng tin nhắn mới chửi nha cả nhà ha, là lên cho hai đứa ra ngoài đó, ai cho mày hay mày hay mày hay ai, mọi người là mọi người nào, chẳng phải một đứa đã bị cô nó bán nhà cho ra ngoài đường rồi sao, một đứa nữa nó được mời về ở cùng mày có tư cách gì, hai đứa quay lưng với dòng họ tổ tiên, đứa nào quay lưng, tụi nó đang thờ tổ tiên đó tại đó ở đó, mày tự hỏi là đứa nào đã đuổi tổ tiên ra ngoài đường đi nhé. Quý vị cũng biết đó, ai là người đã đuổi dòng họ ra ngoài thì bà Sáu mình thì bán cái căn nhà từ đường ha cái nhà ha, cái căn nhà từ đường thờ cúng ông bà mà Sáu còn có thể là bán được mà đẩy nó ngoài được nữa. Bây giờ lên chỉ trích hai đứa nhỏ này, đê cái nhà ha, bà Sáu lớn tuổi vậy là không sao ha. Vậy là mình phải ưu tiên cho người lớn đúng không, như là heo phe bên kia là mình phải ưu tiên cho người lớn, còn như ông Bảy gì đó bao bán căn biệt thự phải ưu tiên, ưu tiên cho người lớn là người lớn làm gì cũng đúng, còn nít nó làm gì là cũng phải sai ha, nó phải biết xin lỗi các thứ các kiểu, nó đi chỗ khác ở nhưng mà nó cũng có biết tới hiếu đạo, nó còn đem theo nó thờ, thậm chí nó gặp ba nó cho dù nó giận cho dù ông bỏ nó thế nào nhưng mà nó cũng biết ông Bảy là ba nó cũng hay là nó buồn. Thậm chí là khi mà thấy ông Bảy bị tấn công như vậy nó cũng có cảm xúc, chứ không phải là như ông Bảy như ông Bảy không có cảm xúc đúng không cả nhà, trời thấy con bị tấn công bị chửi rủa mà còn lên cười nhạo chế nhiễu, và thậm chí mình cũng thấy là bà Sáu mình rất là ghê ha, nhà thì bán và thậm chí là nghệ sĩ lớn mà đưa hình cái ngón tay chéo lên chiêu chọc khán giả, chọc tức khán giả trong ngày hôm qua đó cả nhà, thì những cái hành động đó thôi rõ ràng là rất là xem thường khán giả đó. Ở đây rõ ràng là như vậy, ai là người đã đưa tổ tiên ra ngoài thì rõ ràng ha, tại sao không nói tới bà Sáu nè, bà Sáu lớn được ưu tiên đúng không cả nhà, để cho chúng biết thế nào là nhân tình thế thái mà chúng nó tạo ra, mày hiểu thế nào là nhân tình thế thái không, nhân tình thế thái mà tạo ra được, nếu mày muốn nói đến cái vở kịch bi hài đang diễn ra suốt 9 tháng nay thì hai đứa nó không hề tạo ra nhé, tụi nó chỉ chọn chỗ để đứng thôi, kẻ tạo ra thì mày đang đu theo đẩy dốt thì đừng có nói chữ nhé, khóa khổ nghiệp xấu trước đó, mày là đứa thật sự đang bị nghiệp á, biết thì hãy nói, đủ đức thì hãy khuyên, miệng chó không mọc được ngà voi. Tại vì bùm bùm và thành Mỹ thì bị tấn công bị chửi thì đây người ta cũng lên một cái bài ha, phân tích về cái câu chuyện này hầu như là sóng gió đờ đa ma này, thì 9 tháng nay thì đầu tiên nó thật sự là cũng là do mẹ con của bà Sáu gây ra ha cái nhà, mẹ con bà Sáu gây ra làm bùng nổ, thì ở đây thì người ta biết được ai là người đúng ai là người sai, thậm chí là bùm bùm biết là chị Hồng Loan cũng có một cái hoàn cảnh, thậm chí là cộng đồng mạng người ta cũng biết là bùm bùm với chị Hồng Loan là chung một cảnh với nhau, Hồng Loan thì mắc ba cũng nhà không có mẹ, còn bùm bùm thì cũng vậy có ba mà cũng như không, nhưng mà người ta cũng không bỏ nha cả nhà ha. Ở đây các bạn biết không, cái con mà HHP đó nha, nó nói là có thể là bùm bùm sẽ quay xe và bùm bùm sẽ ủng hộ quay đầu là bờ, đây nó đăng một cái thông tin rất là ghê nha, đây quay đầu thì cũng tốt nhưng nên quay đầu triệt để chân thật hơn, khuyên lần chồng của mình quay đầu mà sám hối, lẽ ra lúc đầu phải biết yêu thương cha nghĩ cho cô chú bác mà ngăn cản chồng làm điều sai trái, chứ không phải là hùa theo chồng hãm hại cha hại cô và hại bác. Ta đang nói là bùm bùm hình như là chồng của bùm bùm gì đó cái nha, có thể là quay xe và xin lỗi ông Bảy ha, các thứ các kiểu ha, làm như là quay đầu sám hối gì đó, không biết là ai mới quay đầu sám hối nha cả nhà ha. Mình thấy rất là nhục nhã quý vị, rất là nực cười quý vị biết không, trong cái ngày hôm qua ngày thẩm định đó, mình nghe chị Ni tuyên bố là không có cho sử dụng bất cứ một cái thứ gì ở trong nhà của người sử tu linh, tức là xem những người là những người xa lạ không có dính láng gì hết, những người này không có tư cách ở trong cái nhà đó, thậm chí là đi toilet cũng không cho luôn, đi toilet cũng không cho luôn cả nhà, mà lên tiếng thẳng thừng luôn, tắm nước cũng cho uống luôn mà, nước nó cũng thèm cho uống luôn, đi toilet cũng cho luôn, cái gì cũng cho hết trơn á, đó dằn mặt mà, biết biết không, khi mà chị Ni lên một cái thông tin đó đó, đây có một cái bài nó nói về chị Ni nè cả nhà, nhưng mà cũng là bọn nó thôi, nó đặt cái tên ghê lắm cả nhà, nó đặt tên thấy ghét lắm, Loan ăn cắp, nó đặt cái tên là nó sẽ cố tình nó hạ bệ chị Hồng Loan luôn đó, đó, ủa căn nhà của chú Vũ Linh sau khi chú qua đời
bị đứa con nuôi không hợp pháp hô biến bằng cách nào để có thể được sang tên qua thành của nó. Rồi hiện tại bây giờ căn nhà đó thật sự là ai là chủ? Còn cái con Mã Lai lại có quyền gì ra lệnh cho những đứa con nuôi kia không được cho người này đái, người kia ị? Vậy cô chú Sáu chú Bảy là em ruột của chú Vũ Linh, cũng là chủ chính thức của căn nhà đó mà. Mã Lai ơi, mày có cái quyền quyết định cho ai mới vào được hay không? Hay là căn nhà đó nó được sang tên thêm một lần nữa? Nó thằng nhỏ này nó thật sự rất là ngu ngốc nha cả nhà ha. Nó để cái tên thì nó nói là cái tên chị Hồng Loan rồi, nhưng mà nó rất là ngu dốt nha. Tại vì chị Ni là với chị Hồng Loan là chị Ni thuộc quyền như là quản lý, thậm chí là những cái vấn đề pháp lý pháp luật gì đó là chị Ni có quyền, thậm chí là những cái phát ngôn của chị Ni thì là cái những y là những cái phát ngôn của chị Hồng Loan luôn đó. Người ta đã giao hết tất cả rồi, và thậm chí là cái vấn đề ở đây nó nói là chú Sáu, chú Bảy với cô Sáu mình là em ruột, đúng, mình thừa nhận cái vấn đề là em ruột đúng cả nhà, nhưng mà nói là cũng là chủ chính thức của cái căn nhà đó, là mình nghe nó rất là nực cười đúng cả nhà. Kỳ vậy ta, chủ chính thức mà tại sao đi phải đi ở ngoài thuê thuê nhà ở ta? Chủ gì mà đi tranh giành lại vậy? Chủ người ta đuổi Hồng Loan ra đi chứ hả? Trời ơi, chủ Hồng Loan người ta không có quyền gì mà được ở trong cái căn nhà số 5, nó được sang tên ha. Còn người ta tự xưng là chủ nhà mà người ta không có được ở chung, không được ở trong đó luôn à, không có được cái gì chứ á. Nó là sự khi mà vô trong đó, tại vì bị liên quan tới vấn đề tranh chấp tài sản thôi mới làm việc ở trong đó, chứ như những ngày thường á, thậm chí là những ngày sau này đi nữa, có được vào không, có được bước vào căn nhà không, ai đâu mà tiếp, không có nhà ai đâu cho. Rồi hơn thì có thẩm định thì mới được ở thôi. Còn những cái đồ lặt chặt á, những cái thứ mà đồ dơ của mình á, thì cũng chuẩn bị lấy đi là vừa. Chị Ni có cái quyền đó, đúng không? Nhà là chị Ni là cái quyền là phát ngôn của chị Hồng Loan là có cái quyền không cho người này vào, không cho người kia vào, chị Ni có quyền hết. Tại vì sợ không phận sự miễn vào, đúng không? Nhà vào làm gì? Vào có mục đích gì không? Mấy anh chị vào đây làm chi vậy? Mấy anh chị có liên quan gì cái vụ việc tranh chấp tài sản không? Nhưng mà quý vị cũng biết là chú Bảy thì cái là miếng đất, nghe là miếng đất ở Thủ Đức thôi, chứ căn nhà số 5 ở đồng thời điểm đâu có liên quan ở chú Bảy đâu. Tại vì những cái lời nói của chú của cậu Năm lúc mà say xỉn đó cả nhà, nói là ở Thủ Đức mới có nha, có liên quan đến cậu Bảy. Còn cái căn nhà nó của con que nó tự biên tự diễn, đó là cậu Năm cho rồi, cho mà chưa thấy sang tên, cho mà tới lúc mà còn cậu nằm bệnh viện đó, lúc đó không kêu cậu sang tên đi, đúng không? Trời, lúc đó kêu cậu sang tên cho con cái căn nhà đi cậu, để sau này lỡ cậu mắc rồi không ai dành với con, như là ngon rồi. Trời, không biết kêu lúc đó sao dám cả nhà, đúng không? Lúc đó sao mà dám kêu cậu được, sao dám nói gán nịnh bợ cậu cũng chết rồi, để có thể là cậu ghi cho cái di chúc gì đó, hay là cậu cho cục đất nào đó gán nịnh. Ai nhà kết cuộc cậu cao tài quá, cậu đã giao hết tài sản cho Hồng Loan hết luôn, nhục không? Nhục quá là nhục luôn, đúng cả nhà. Nó thật sự chị Ni làm gì là đúng đó, đuổi những người này đúng, không chỉ nó không tiếp ha, không bằng sự nước đâu phải nước chùa, đúng cả nhà. Chai nước suối cũng 5.000 cho mấy người này uống làm gì, cho nó uống rồi làm gì, nó khát chết nó đi, nó có tiền mà tiền của Mạnh Thường Quân nhóc nó lấy tiền ra nó mua nước uống đi chứ, ai đâu mà tiếp đãi nó, tiếp đãi mấy người như là cơ quan chức năng hay là luật sư của người ta thôi, thì ai đâu tiếp mấy người đó, không có quyền thích thì ta đem mua nước theo uống nha. Mốt là lần sau thẩm định nó rút kinh nghiệm đem ghế đâu luôn á, lần sau là không cho ghế ngồi luôn nha cả nhà, lần sau phải ngồi dưới đất, ngồi bẹp dưới đất vậy đó, vậy mới vừa bụng nha cả nhà ha. Tiếp theo thì cũng có những cái vấn đề rất là hay nha, mình sẽ chia sẻ tiếp. Ở đây thì cũng nói về cái câu chuyện như là của Bùm Bùm thôi. Thật sự là bây giờ cái câu chuyện của Bùm Bùm thì rất là nóng nha cả nhà ha. Ở đây có nhiều người đang nói rất là hay. Ngày hôm qua quý vị biết không, khi mà cái buổi thẩm định vừa xong á, cái con ve lên live cả nhà, cậu nó lên live chim, cái khán giả vào hỏi nó là nhà cậu niêm phong rồi hả, rồi Hồng Loan có bị đuổi ra ngoài chưa? Cái con ve nói chưa, nó chưa có bị đuổi. Nhục cái nhà kìa, không biết trả lời đơn giản sao giờ không lấy trả lời nữa. Khán giả nói nó bị đuổi rồi thì càng nhục hơn nữa, có đuổi đâu, nói nó chưa đâu cô ơi, chưa đâu khán giả ơi. Cái nó tiếp tục, cái khán giả người ta hỏi nữa, rồi ở bên Hồng Loan thắng hả gì, thắng chưa, bên Hồng Loan có thắng không? Cái con ve nó trả lời nó cười lắm cả nhà. Kệ đi là phải thừa nhận người ta thắng luôn cả nhà. Kệ nó đi là chắc chắn là đã đang công nhận chắc là Hồng Loan có thắng rồi. Biết không? Không biết trả lời khán giả làm sao. Khán giả vô hỏi có mấy câu nhạy cảm quá. Xong mà bên phe nó mà hỏi cũng ngu ngốc nữa cả nhà. Hỏi nhỏ không biết đường trả lời luôn á. Nhỏ đã tối mặt tối mày rồi. Nhỏ đã cố gắng đi tranh giành rồi. Nhưng mà kết cuộc á, có giành được cái gì đâu. Chưa giành được gì, bị khán giả vô gán bình tĩnh lại để nói cho khán giả nghe. Ai nhà kết cuộc quý vị thấy không?
rất là được cười, khán giả bị lừa luôn. À, rất rõ ràng ở đây này cả nhà, à, có cái thông tin mà nó đang nói về cái vấn đề như là tranh chấp nha, mình sẽ đọc cho cả nhà nghe cũng rất là hay. À, lâu lâu có cái vụ tranh chấp nhà cho ở nhờ, chị gái đi kiện con của anh trai. Rất là rõ ràng ha. Ai cũng thừa nhận chị Hồng Loan chính là người con hợp pháp nhất của cố nghệ sĩ Tu Linh, trong giấy tờ thôi đã chứng minh rồi, mình ở trong sổ hộ khẩu thì khỏi cãi khỏi bàn, ví dụ con nuôi cũng vậy, tài sản sẽ về xa tay Hồng Loan thôi. Em họ đấu đá tranh giành tài sản của cậu chấn động cả nước Việt Nam. Ở tòa án chỉ thấy anh chị em ruột đi kiện đòi di sản thừa kế do cha mẹ chết để lại chia không công bằng, nên họ đi kiện ra tòa. Vợ chồng kiện tài sản khi ly hôn, xui xui thì tài sản có trước thời kỳ ly hôn thì vợ hoặc chồng một đôi đũa cũng không được lấy. Vụ kiện không biết thắng không thắng nhưng vẫn cố chấp mà lấy cái mặt dày của mình ra để đi kiện. Thẩm định xong nghe mức án phí về chắc là ăn không ngủ được, không có tiền mà lại có tiền phúng điếu, đó nhiều quá rồi, thôi thì người ta kiện bất chấp, à, không được thì thôi, thắng thì trời cho, còn không thắng thì trò chơi, về nó có biết nhục đâu là gì, nên á, nên đâu vẫn hiên ngang, đó gọi là xông pha chặn mạc. Xin lỗi, tôi cười thẳng vào cái mặt người già được gọi là nghệ sĩ lớn đó. Ý người ta nói về cái vấn đề là mẹ con của người Sáu nè cả nhà ha, ở đây người ta tự xưng nói là người ta là một nghệ sĩ rất là lớn, à, thậm chí là em ruột của cậu Năm ha, à, bắt đầu là đi kiện tranh giành tài sản với người con ruột, à, kỳ vậy ta. Trong cái tường lệ mà hồi đó tới bây giờ mà chưa thấy cái trường hợp nào mà nó xảy ra luôn á cả nhà. À, chỉ có cha chị anh em kiện với nhau hay là vợ chồng kiện tranh chấp tài sản thôi, còn đi mà kiện mà tranh chấp mà anh em mà đi tranh chấp tài sản với một người con ruột đã mắc thì trời ơi, cái chuyện đó là hy hữu luôn. Nên thật sự rất là nhiều người nói cái câu chuyện này rất là hy hữu, tại sao nó lại xảy ra được, nhưng mà trước mắt quý vị thật sự đang xảy ra, nhưng mà cố gắng bất chấp nha. Quý vị cũng biết là những cái mức án phải đóng cũng rất là nặng nha cả nhà ha. À, mẹ con bà Sáu đóng cũng rất là nặng chứ không phải là bình thường đâu, nên người ta đang cố gắng kéo dài thời gian, mà biết đâu hên được ít tiền thì sao, đúng không? À, giờ người ta mặc dày rồi ha, quý vị thấy ngày hôm qua không, bà Sáu sức kem thì thôi rồi, bà Sáu với con Phượng Ve sức kem mặc dày xuống một cái mà là mặt hiên ngang như là ta là chủ nhà ha, ta xuống đây lấy nhà đó, ta đã thắng rồi. À, nhưng kết cuộc thì bị đuổi, trời ơi, bị đuổi thấy quê lắm cả nhà. Ngày hôm qua thì em cũng có nhà của chị Hồng Loan mà. À, mình thấy mà bà Sáu xuống mà bị đuổi lên xe lại, mình thấy quê lắm. À, nhưng mà cái đây mà mọi người căm phẫn hơn là khi mà bà Sáu bước lên xe còn giơ hai con tay chéo lại, cái hình biểu hiện biểu tượng cái con chim chép đó cả nhà, để khiêu khích khán giả là chửi á, nói chung là chửi khán giả đó. À, đây thì còn một cái thông tin này nữa cũng rất là hay, và sau cái buổi thẩm định hôm qua thì phía bạn Ve con xì xào một điều như này: tại sao cái căn nhà của anh người ta mà không cho người ta vào? Xin thưa chú Năm đã dọn lên Bình Dương, nếu muốn cứ lên mộ ở thoải mái, không ai cấm. À, vì người ta nói là bây giờ cái căn nhà đó là của chị Hồng Loan rồi, đúng không? À, đã sang tên đổi chủ rồi, là của chị Hồng Loan. Còn bây giờ chú đang nằm ở trên mộ á, thích cái gì thì lên mộ gặp chú ha. À, có ăn năn sám hối hay là ăn củ cải hay là ăn củ kiệu gì đó thì chạy lên trên mộ gặp chú để nói ha. Thứ hai, dù gì cũng là cô ruột mà, không có nước nôi, không có đi toilet, xin thưa bởi giờ không nhận cháu ruột thì bị bà bán lon suốt, nên giờ đừng có cô cháu gì đáo trọi thêm màn bỏ bùa, nên xin phép miễn tiếp khu vực không có camera, mắc công quăng túi cần xa đi rồi ai chịu. Đây người ta sợ nha nhà ha. Sợ mẹ con bà Sáu vô đó bỏ bùa bỏ gì sao đúng cả nhà. Đi vô toilet rồi lỡ bỏ bùa vô phòng dục miếng bùa vô, hay là dục những cái hàng cấm vô đổ thừa chứ không lo người sao, nên người ta đang dùng cái biện pháp là an toàn ha. Tại vì bây giờ những người đó là những người dân, những người là xa lạ, có thể là bây giờ quý vị cũng biết Tết nhất tới rồi ha. Tết nhất tới rồi, bây giờ trộm cắp nó nhiều lắm đúng không cả nhà, trộm cắp nó nhiều lắm, nó nhiều thủ đoạn lắm, trộm cắp nó vô nó bài mưu tính kế, nó cướp tiền, nó trộm tiền. Nên mình cũng phải đề phòng cái vấn đề đó ha, tại nhà người ta không có đắn camera nên cũng thông cảm. Những người không liên quan thì không có nước uống hay thậm chí là không có phận sự là miễn vào, đó là chuyện rất là đương nhiên rồi, chủ nhà có quyền mà đúng không cả nhà, chủ nhà có quyền. Nếu như mẹ con bà Sáu là chủ nhà thì chắc chắn có nước uống rồi. Tại nhà nếu là chủ nhà thì sẽ mua nước mua gì đãi khách rồi đúng không cả nhà, nên đâu có quyền gì đâu đó, nên đâu có được cái gì đâu. Gửi bum yêu quý, mọi người rất yêu thương em, nhưng những hành động của ông Bảy quá sức chịu đựng của mọi người rồi em. Em thật sự hiếu thảo, nhưng mọi người không thể làm ngơ được ổng. Bữa giờ ổng khịa hết tất cả mọi người, có luôn cả em. Bên đó người ta rủa em và bé Bill,
Có thể em không nhớ, nhưng tụi chị vì thương em mà rất nhớ rõ. Thời điểm này em nên dành thời gian để bán hàng và chăm sóc Bill. Mọi việc còn lại em hãy bỏ qua đi, đừng quá quan tâm đến. Tại vì thật sự thì cái câu chuyện như là của Bùm Bùm thì hầu như ai cũng đã hiểu rõ ha. Thì hầu như là Bùm Bùm cũng còn, thật sự là cũng còn một chút xíu cái tình cảm nào đó đối với ông Bảy. Tại vì bây giờ ông Bảy thì cũng tuổi già sức yếu rồi. Thật sự thì ông cũng đằng đắc xa trời rồi cả nhà. Không biết ông còn trụ được bao lâu nha. Mình thấy bây giờ ông yếu quá. Ngày hôm qua thấy ông sờ sạc quá, xanh xao quá trời cả nhà. Nhưng mà ông không biết. Em nghe có một số những thông tin rất là vui nha cả nhà. Rất là vui luôn. Là ngày hôm qua ông Bảy không có liên quan đến căn nhà số 5 đoạn thời điểm, nhưng mà ông cố tình đến, đúng không cả nhà? Ông cố tình đến với thậm chí là ông muốn xem mặt cháu ngoại của ông. Ông xem lén nha cả nhà ha. Ông muốn xem mặt cháu ngoại của ông thôi. Ông lại ông xem lén thôi, nhưng mà ông không có dám công khai ra. Ê, biết sao không? Tại có con Phượng que đó. Không lẽ bây giờ đi đối nghịch với mẹ con bà Sáu nữa thì mắc chén cơm sao? Thì biết không, con Phượng que nó cũng ghê lắm cả nhà. Nó tính toán ghê lắm. Nó kêu ông Bảy đi vậy á để tạo cái áp lực, đúng không? Nó kêu ông Bảy đi để tạo cái áp lực bùm bùm. Tại sao cậu Bảy đi, phải thấy không? Cậu Bảy đi có đâu có liên quan đâu, đâu có trách nhiệm gì đâu, không có liên quan cái vấn đề chứ. Cậu Bảy tới làm gì cũng đâu có giúp ích được gì đâu. Không phải là cậu Bảy lợi là lấy được tài sản, giành được nhà đâu. Thì lúc đó mình nhờ cậu Bảy, mình nhờ thì mình nhờ luật sư thôi, đúng không? Cậu cố cái con que này nè, nó thủ đoạn, nó âm mưu lắm. Mẹ con nó bàn tính với nhau rồi, nó kêu giờ kêu ông Bảy đi, để ông Bảy là đó để tạo áp lực cho con Bùm Bùm. Rồi bắt đầu mình có chuyện mình nói. Nhưng mà ông Bảy cũng muốn đi, đúng không cả nhà? Ông muốn đi, ông đi nhưng ông nhìn lén. Ông nhìn lén như là cháu ngoại của ông. Nó thật sự thì cháu ngoại không lẽ ai cũng thương, đúng không nhà? Cháu mình là ai cũng phải thương chứ, cho dù cỡ nào cũng phải thương. Nhưng mà chú Bảy cố gắng kiềm chế cảm xúc nha. Không biết một ngày nào đó thì có thể là chú Bảy sẽ quay xe. Thật sự là như vậy. Có thể là một ngày nào đó chú Bảy sẽ không chịu nổi nữa. Cái cảnh này chú Bảy sẽ quay xe lại. Rất là rõ ràng nha cả nhà. Hiện tại mình sẽ đợi nè, cố gắng đợi thời gian. Thứ tư, không lẽ lần thẩm định tới mua thêm 50 chứng thúi đem qua để bên ta. Chỉ sợ dơ trước cỡ nhà Hồng Loan mà đành thôi. Thương yêu chị Ni, chị Loan và đại gia đình thật nhiều. Cảm ơn chị Ni vẫn luôn ở bên chị Loan cho đến thời điểm hiện tại. Cảm ơn tất cả mọi người, cô chú, anh chị em đã ủng hộ và yêu quý cho chị Hồng Loan. Đây là một cái bài viết mà cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý và bảo vệ cho chị Hồng Loan. Thì ở đây mọi người đang cố gắng làm một cái bữa thẩm định tiếp theo. Thì mọi người sẽ cố gắng mua thật là nhiều chuyến học vịt thúi để có thể là tặng cho mẹ con bà Sáu những cái phần quà mới đó cả nhà ha. Đó là điều mọi người cũng rất là mong muốn. Các bạn cũng thấy là trong cái ngày hôm qua thôi thì cái tên mà tài xế đó cả nhà, nó bước xuống xe nó tính là tấu với khán giả luôn cả nhà. Ồ, vậy biết sao không? Trời, mấy đó nó hùm hổ hổ gì đó. Tại vì nó thấy có cơ quan chức năng đó, đâu có ai làm gì được nó đâu cả nhà. Nó bước xuống xe làm mặt nghênh nghênh, nó muốn là tấn công khán giả luôn á. Ghê lắm cả nhà. Nhưng mà tại có mấy anh công an đó nó làm gì á. Thử mà không có mấy anh công an thôi, nó dám bước xuống không? Trời, hai thằng tài xế với cái thằng chồng bắt tay Dũng nó chụp hình lên đăng status các thứ các kiểu khoe khoe là ngày hôm nay tôi có mặt ở đây rồi ha, có nhiều fan quá trời. Tưởng đâu gì mà trốn trên xe cả nhà, trốn trên xe nhục lắm, nhục thật sự luôn. Thôi thì nói chung ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho cô dì chú bác anh chị em thì cũng có bấy nhiêu thôi. Quý vị và các bạn có xem cũng nhớ cho em cái like và cái chia sẻ nha cả nhà. Thôi thì em xin kết thúc video đây, em xin chào và bye bye.